điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó lại là một cái tin giả được chia sẻ chúng ta thấy được đó, là đây là một cái hình rất là phổ biến được chia sẻ trên mạng soi ngày hôm nay đây là một cái hình mình nhìn sơ qua đó thấy giống như là một cái thông báo đến từ well alert well alert là một trong những cái twitter mà chuyên chia sẻ thông tin mà mỗi một lần mà có số lượng lớn mình không di chuyển đó, thì họ thông báo với mọi người ở trên twitter tại vì họ theo dõi blockchain thì các bạn thấy được đó là cái thông tin này nhìn giống như là well alert và nói là có 92.079 Bitcoin có nghĩa là gần như là tổng số lượng Bitcoin của công ty MicroStrategy chuyển lên sàn Coinbase thì các bạn thấy được đó, đây là một thông tin giả khi mà các bạn nhìn kỹ lại đó thì cái thông tin này đó đã đến từ một cái Twitter gọi là @jimcap chứ không phải là well alert Tại vì các bạn thấy được khi chúng ta lên trên trang chính thức của Well Alert đó, Đây là cái Twitter chính thức của Well Alert Cái Twitter handle chính thức là at well-alert Chứ không phải là cái Twitter mới đây Và các bạn thấy được là cái Twitter chính thức đó có 1,2 triệu người theo dõi Trong khi mà cái Twitter mới đây đó Cái Twitter mà đưa thông tin giả này đó Chúng ta sẽ thấy được là cái Twitter này Khi mà các bạn vào trên cái um, trang chủ của Twitter các bạn sẽ thấy được là chỉ có 2.671 người theo dõi mà thôi Đây không phải là một cái Twitter chính thức Thậm chí khi mà các bạn bấm vào cái link mà họ để bên dưới này đó Họ để là 92.079 Bitcoin rời khỏi MicroStrategy và đưa lên sàn Coinbase Đương nhiên là gây cái sự lo ngại đối với mọi người Nhưng mà khi các bạn bấm vào thì các bạn thấy được là chúng ta không đến trang nào hết đó. Đây chỉ là một cái trang ma mà thôi Nghĩa là các bạn thấy được là cái trang này không có thông tin gì cho nên đây là một cái thông tin giả. Khi mà các bạn nhìn thấy thông tin này, các bạn cũng cần nên cẩn thận. Và khi mà các bạn lên trang web chính thức của Well các bạn sẽ thấy là tìm kiếm trong vòng 24 giờ qua thì không có thông tin này. Và thậm chí các bạn thấy được là tình hình đó là công ty Microsoft chỉ còn muốn mua thêm chứ không phải là muốn bán Bitcoin của mình. Chúng ta thấy là ít nhiều gì những thông tin thường mới vừa chia sẻ với các bạn đó cũng tiếp tục gây ra cái áp lực bán. Các bạn thấy được là Bitcoin đó thời điểm này là 32.561 thì à, hồi sáng này đó giá Bitcoin đã xuống tới cái mức là chỉ còn có 31.000 mà thôi. Nhưng mà trên căn bản cái giá hiện bây giờ đó là trả trở về cái mức giá cách đây không có lâu, ngày 23 tây tháng 5, có nghĩa là cách đây khoảng chừng 2 tuần. Mức giá bây giờ tương đương với mức giá Bitcoin cách đây khoảng chừng 2 tuần và thật ra mà nói khi mà chúng ta thấy được là cái giá mà đẩy xuống mạnh cái ngày 19 tây tháng 5 đó thì thời điểm này chúng ta cũng đã quan sát tình hình và thường cũng đã chia sẻ với các bạn là thường khi mà chúng ta thấy một cái hiện tượng flash crash như vậy đó thì giá cả sẽ đi trở xuống và có xu hướng là muốn thử lại cái mức thấp có nghĩa là 30.000 đô và các bạn thấy được là thật ra trong vòng 3 tuần qua chúng ta vẫn tiếp tục đi trong cái phạm vi này và giá cả từ từ đi xuống cho muốn thử lại cái mức 30.000 đô cái mức 30.000 đô này có giữ được hay không thì đương nhiên là chúng ta phải tiếp tục chờ đợi và thôi thì bây giờ có rất là nhiều những lệnh mua ở những mức như là 30.000 hay là 28.000 thì khi mà giá xuống đây đó chúng ta muốn thấy được là giá có sự phản ứng như thế nào thật ra mà nói đó cái tình hình mà đi hàng ngang là một tình hình khá là nhàm chán trong thị trường này thị trường này đó các bạn thì được là thường đã từng chia sẻ với các bạn là cái thời gian mà nhàm chán nhất nhiều người rời bỏ nhất là lúc mà giá cả cứ đi hàng ngang hoài mà không có nhiều cái sự tiến triển về cái mặt giá cả tại vì nhiều người thì thích một là giá cả đi xuống mạnh để cho những người nào mà muốn mua họ có thể là mua được với cái mức thấp hơn hay là hai nếu như mà thị trường muốn tăng thì tăng cho mạnh chứ nếu như đi hàng ngang hoài đó thì càng lâu sẽ càng cho nhiều người càng chán nản đối với thuận nên thì nếu như giá mình không muốn xuống thì cứ để cho giá đi xuống xuống tới mức nào xuống tới mức mà chúng ta thấy được là có nhiều người muốn mua thì giá sẽ chậm lại và sẽ có sự phát triển từ đó đây cũng là những điều mà thường đã từng chia sẻ với các bạn năm 2018 khi mà giá xuống cả năm đó chúng ta cũng đã từng nói tới rất là nhiều thà là giá xuống mạnh và xuống nhanh để cho nhiều người muốn mua có thể là mua thay gì giá cứ lơ lửng lơ lửng ở mức 6.000 đô hoài thì nhiều người muốn mua nhưng mà họ lại chưa muốn mua mức này họ muốn chờ mức thấp hơn và nhiều người thì họ muốn và giá đã đi hàng ngang rất lâu thời điểm là 6.000 đô khiến cho nhiều người rất là chán nản trước khi mà giá xuống mạnh xuống tới 3.500 đô sau đó là từ từ hợp phục lại thì bây giờ thuận cũng có suy nghĩ tương tự một là giá muốn xuống thì xuống mạnh chứ nếu như mà các bạn thì được gần đây đó cây khối đường dịch thì không có nhiều và di chuyển phần trăm thì không có nhiều lên xuống hàng ngày các bạn thì được không có là bao nhiêu phần trăm chúng ta muốn thấy là giá có cái sự dao động mạnh hơn một là xuống mạnh hai là lên mạnh thời gian ngắn hạn không ai có thể biết được thường cũng đã từng chia sẻ với các bạn khi mà giá bitcoin đó xuống dưới cái mức là hơn 50% thì chúng ta đều là đã không giống như năm 2017 và thường đã chia sẻ bạn trong thời đây đã tuy là chúng ta vẫn còn nhiều thông tin tốt đến từ nhiều nơi nhưng mà đối thuận vẫn tiếp tục là câu nói đó lạc quan nhưng mà thận trọng tại vì trong thời gian ngắn hạn thực sự không ai có thể biết được giá cả sẽ đi xuống tới cái mức nào nhưng mà trong thời gian dài hạn đó thì các bạn thấy được là thị trường này vẫn tiếp tục tăng trưởng năm này qua năm nọ giá cả năm này so với ngày này năm ngoái so với ngày này năm trước đó nữa thì cứ liên tục tăng trưởng năm này qua năm nọ là một thị trường mà tăng trưởng không ngừng khi mà chúng ta zoom out khi mà chúng ta nhìn vào giá cả chung của thị trường đó các bạn thấy được là cái xu hướng vẫn là cái xu hướng tăng lên nhưng mà đây là đối với những bài nào mà đầu tư dài hạn, tôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa. Chúng ta nhìn chung thị trường, đương nhiên khi mà Bitcoin xuống đó, thì thị trường toàn là một màu đỏ. Các bạn thấy được là tuy màu đỏ bây giờ là không đậm lắm, nhưng mà phần lớn là màu đỏ ngày hôm nay. Chúng ta nhìn vào những đồng lớn đi. Thì khi mà chúng ta thấy được là, thường refresh cho này lại, thì các bạn thấy được khi mà Bitcoin xuống 3,5%, thì những đồng lớn khác cũng đi xuống theo Bitcoin. Phần trăm có thể là còn nhiều hơn như là các bạn thấy được là Bitcoin xuống trăm Mức giá bây giờ là 32.651. Ethereum đó, thì mức giá là 2.400 ở mức là xuống 6,5%, Binance còn cũng vậy xuống 6,9%, Cardano cũng xuống, Dogecoin cũng xuống tương tự 6,9% vân vân. Phần lớn cái đồng các bạn thì được đi xuống theo Bitcoin ngoại trừ là Solana đồng thứ 11 bây giờ là tăng 5%. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay. Chúng ta đã nói tới những cái thông tin gây ra nhiều cái sự lo sợ. Chúng ta bây giờ hãy nói tới những thông tin mà gây ra nhiều cái sự lạc quan Bây giờ chúng ta hãy nói tới những thông tin tốt hơn Và thông tin đầu tiên chúng ta sẽ nói tới Đó chính là thông tin liên quan đến Michael Strategy Nhưng mà trước khi mà chúng ta nói tới những thông tin đó Thì những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital Các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này Tìm thấy những thông tin như là giảm 20% phí giao dịch khi mà các bạn tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể là nhận được bonus lên tới 1.610 đô khi mà tham gia vào sàn margin Bybit, à, sàn margin MT Let Me Trade, sàn FTX, sàn Binance US, như mà nào mà sống ở Hoa Kỳ mà muốn giao dịch altcoin, sàn Coinbase, ứng dụng BlockFi để là ứng dụng lending có lãi các bạn có thể gửi những tiền kỹ số và những lại hàng tháng và bonus vẫn là 250 đô và crypto khoan ứng dụng phân tích biểu đồ và hỗ trợ dữ liệu on chain chúng ta sẽ nói tới một lát nữa thì nói tới Michael Strategy đó các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái thông tin đó thì hôm qua Thường đã chia sẻ với các bạn là công ty Michael Strategy chuẩn bị bán thêm 400 triệu đô la trái phiếu dùng số tiền đó để mua Bitcoin thì ngày hôm qua đang thường cũng đã chia sẻ với các bạn là Michael Strategy lần này bán trái phiếu nhưng mà trái phiếu này đó không thể chuyển đổi thành cổ phiếu được cho nên không biết là họ sẽ thành công bán hay không hôm nay đây thì thông tin hoàn toàn ngược lại đó chính là không những là 400 triệu này là họ sẽ bán được mà bây giờ thậm chí họ đã nâng lên thành 500 triệu trái phiếu họ sẽ bán và trong vòng chỉ 12 tiếng thôi cái số lượng order đó nghĩa là những người mà liên hệ để mà mua đó đã lên tới 1,6 tỷ đô la có nghĩa là gấp 4 lần cái số lượng người mà có hứng thú muốn mua trái phiếu của MicroStrategy đã lên tới 4 lần so với cái số tiền mà họ muốn bán cho nên bây giờ họ đã đẩy lên cái mức là 500 triệu đô la Các bạn thường trong thời gian nhắn 1,6 tỷ đô la trong vòng 12 tiếng Đã liên hệ để mà mua trái phiếu của Michael Thì bây giờ đó 500 triệu này Michael Strategy đã nhận được chưa Và đã dùng để mua Bitcoin hay chưa Chúng ta vẫn chưa có rõ hiện bây giờ Chỉ biết là cái cơ hội mà họ bán để số tiền này thì hầu như là rất là khả thi có nghĩa là trong thời gian rất ngắn chúng ta sẽ thấy được là cái thương vụ này sẽ thành công và chúng ta nhìn vào cái thông tin ấy, thì các bạn thấy được là đây là cái tài liệu đến từ classno thì để thùng refresh sẽ lại để chúng ta lấy thông tin mới nhất thì khi mà chúng ta nhìn vào cái số lượng bitcoin rời khỏi những sàn giao dịch ấy, thì chúng ta thấy được là ngày 7 tây nghĩa là ngày hôm qua bây giờ là ngày 8 tây của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là cái tài liệu ngày 8 tây tháng 6 thì cái số lượng bitcoin đó rời khỏi sàn chúng ta tính tổng hợp các sàn đó cái số lượng rời khỏi sàn rất là nhiều chúng ta được là cái con số rời khỏi sàn so với lại nạp vào đó thì chúng ta thấy là net là trừ 29.902 Bitcoin có nghĩa là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn ngày hôm qua nhiều hơn so với nạp vào đó gần như là 30.000 đồng Bitcoin thì đây là cái con số rời khỏi sàn rất là nhiều có thể nói nhiều nhất từ đầu năm cho tới bây giờ điều mà thường muốn cho các bạn thấy được là tuy là giá cả xuống hiện bây giờ Tuy là chúng ta có nhiều thông tin xấu cũng như là nhiều thông tin tốt Giá cả thì không được tốt lắm ở thời điểm hiện tại Nhưng mà chúng ta thấy được là ngược lại cái số lượng Bitcoin nó không phải là nạp vào trên những sàn giao dịch Mà ngược lại chúng ta lại thấy cái số lượng được rút ra khỏi những cái sàn giao dịch đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta nhìn vào tài liệu trên Crypto Khoa đi Thì cũng tương tự cái bạn thấy được trong vòng 3 ngày qua Đây là tài liệu của Bitcoin thì ba ngày liên tục các bạn thấy được cái số lượng nạp vào so với rút ra đó thì chúng ta vẫn thấy là cái số lượng rút ra nhiều hơn là nạp vào dựa tiếp tục hoan và chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan tới Ethereum thì Ethereum đó chúng ta thấy được là lại có rất nhiều Ethereum rời khỏi sàn thậm chí là cái số lượng lớn Ether rời khỏi sàn ngày hôm qua chúng ta thấy được là một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày năm ngày sáu ngày bảy ngày liên tục bảy ngày cái số lượng Ether không phải nạp vào mà rút ra rất là nhiều khiến cho chúng ta thấy được là giá cả thì đang đi xuống. Tình hình đó, chúng ta nhìn vào giá cả ngắn hạn, đó, Các bạn thấy được là nhìn cái biểu đồ thôi, chúng ta cũng không cần phải nói tới phân tích kỹ thuật, các bạn cũng thấy được là đây là một biểu đồ thực sự mình nói là không tốt cho giá cả ngắn hạn. Có thể nói được là giá cả hầu như là đang bị kéo về kéo về cái khu là 30.000 đô trong thời gian là 3 tuần qua giá cả lên thì lại bị kéo xuống lên thì lại bị kéo xuống và cái khả năng là chúng ta thử 30.000 đô là khả năng rất là cao ở thời điểm hiện bây giờ nhưng mà ngược lại chúng ta thấy được là Michael Saylor của Michael Strategy thì lại có thể dễ dàng bán được 500 triệu đô la trái phiếu để dùng để mua Bitcoin đây là thông tin không khai các bạn hiểu được không phải là công ty Michael Strategy bán mà không nói rõ là để làm gì họ bán chỉ vì một lý do duy nhất là dùng để mua Bitcoin mà thôi và cái mã để dễ dàng có thể bán được và chúng ta thấy là cái tài liệu là số lượng Bitcoin rời khỏi sàn nhiều hơn là nạp vào thì so với tình hình là chúng ta có nhiều thông tin xấu lẫn lộn với thông tin tốt nhưng mà giá cả không tốt nhưng mà ngược lại tình hình on chain cũng như là Michael Saylor có thể dễ dàng bán được cái số 500 triệu đô la trái phiếu này thì các bạn có thể thấy được là có một cái sự không hợp lý có cái gì đó không có lo trước lắm ở đây Điều mà Thuận muốn biết đó là trong những cái cuộc họp đó khi mà Michael Saylor nói là muốn bán 500 triệu đô la trái phiếu này đó thì đã nói gì với lại hội đồng quản trị của công ty Michael Strategy cũng như là đã nói gì với những cổ đông hay là nói gì với những cái nhà đầu tư. Đây là điều Thuận rất muốn biết. Ông ta đã nói gì mà có thể thu hút được 1,6 tỷ đô la nhanh chóng chấp nhận thu mua cái số lượng trái phiếu của Michael Strategy này. Thường hiện hiện chúng ta sẽ không bao giờ biết. Nhưng mà có thể là ông ta đã biết cái gì đó thì bây giờ thì chơi ngắn hạn chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi mà thôi